Dưới ngòi bút của một gã liễu liều, hắn sẽ quy chụp Kizaru tội sát hại Thánh Satan. Chào mừng các bạn đã quay trở lại bằng hải tặc bên Red. Thần thông mà nói chúng ta chưa hề biết được Kizaru đã làm gì trong lúc mà các phó đô đốc diện kiến Thánh Satan. Rõ ràng sau khi mà Hitaki bá vương của Zoboy từ sợi dây thần, không chỉ có Kizaru còn tỉnh táo bên phe công lý mà còn có cả Thánh Satan. Sau đó một thời gian, chính phó đô đốc gặp Satan trong phòng kín, còn Kizaru thì mất tâm mất tích. Rồi Satan bị Imu giết chết trong bí mật, đến mức các phó đô đốc chứng kiến cũng chưa hiểu rõ nguyên nhân là do tại sao. Nhưng người hỏi Kizaru thật sự đã ở đâu trong lúc mà Thánh Satan bị xử tử, chỉ còn lại một bộ xương khô sau hàng loạt lửa và xét đen công kích lão. Vậy Kizaru thật sự đã đi đâu? Các bạn sẽ thấy được sau vụ này, báo chí của Morgan cần phải đưa ra cái tin giật gân hơn nữa, thu hút giới mọi điệu. Trong đó hắn phải có một tin chấn động thế giới còn hơn cả việc mà tứ hoàng Luffy bắt cóc và xuống tay sát hại tiến sĩ Vegapunk, bởi vì cái tin này Vegapunk đã thông báo rồi. Và Morgan giờ đây cũng đang là một tên phản nghịch đối đầu với chính phủ. Hắn chẳng khác nào là một tên tội phạm vì phá bệnh để tạo ra hiềm khích giữa hải quân và chính phủ có tỷ lệ được xảy ra. Khi cái tin chấn động về Kizaru được viết lên báo sắp tới đây có liên quan đến cái chết của Thánh Satan, thì thế giới sẽ được một phen đứng hình và mắt chữ A thì mồm chữ O. Gây lên đột ngột lên làm tin lão, và tin này phải được công bố đến toàn thế giới để các quốc gia liên kết hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cũng đồng nghĩa Satan bị giết chết sẽ được công khai. Quá trời hấp dẫn luôn rồi phải không nào? Mình thật sự không thể nào giấu nổi cảm xúc khi mà nghĩ rằng trường hợp đó xảy ra. Nếu tác giả Oda làm như thế, nơi nào sẽ là chốn dung thân của Kizaru tiếp theo, được phản ứng của cả thế giới và của cả vị đô đốc này nữa? Anh em hãy cùng mình đi phân tích và dự đoán những gì hấp dẫn nhất có khả năng xuất hiện chapter 1127 ngay bây giờ nha. Đừng quên pha một cái ly cà phê rồi ngồi xuống đây nhấm nháp và dự đoán cho vui anh em ơi. Haki bá vương MS phóng thích ra, nó có thể tự hướng đối tượng là những kẻ thù của băng mộ rầm, còn lại thì không bị ảnh hưởng, điển hình như Sentomaru. Rõ ràng là các phó đô đốc còn ngất xỉu, thì Sentomaru mà có chúng, cũng đô đốc phải rụng như họ. Đằng này thì cậu ta được Kizaru cấp cho một con xuồng nhỏ để tiến ra đại dương, mà chưa biết được cậu vệ sĩ này sẽ đi về đâu. Kizaru ở lại nhấc máy một cách miễn cưỡng sau khi rất nhiều cuộc gọi từ Akainu đổ đến. Ông thậm chí còn chửi Akainu là một tên rảnh rỗi, nếu muốn hãy tự vết xét tới mà kiểm tra, chứ bản thân Kizaru đã quá mệt mỏi, áp lực và đau khổ khi tự tay giết đi tiến sĩ Vegapunk. Kể từ thời khắc đó, chúng ta hoàn toàn không còn thấy tin tức gì từ vị đô đốc này nữa. Vậy trong lúc những hải quân ngất xỉu thì Kizaru đã đi đâu và làm gì? Mình thiết nghĩ chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là những câu chuyện xảy ra khi mà Kizaru đã vắng mặt. Các bạn hãy lật lại dữ liệu. Kizaru là người trực tiếp chăm sóc cho Thánh Satan khi mà lỡ tay di chuyển trên tàu của hải quân. Ông đã căn dặn đầu bếp hãy ném đập thật kỹ lưỡng, rồi bản thân của mình mang thức ăn đến cho Thánh Satan. Lão ta đã ăn chúng. Đến chapter 1125, Thánh Satan bị Imu giết chết từ xa trước mặt các phó đô đốc. Họ hoàn toàn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Có người còn hỏi, một loại bệnh gì ư? Đáp lại chỉ là những cơn ho khó thở tột cùng của Thánh Satan trong ngọn lửa hắc ám để rồi biến thành một bộ xương nằm trên mặt đất. Vậy trách nhiệm này thuộc về ai? Hãy nhớ rằng, vua thế giới Imu là một người điều hành thế giới tối cao nhất. Tuy nhiên thì không ai biết về sự tồn tại của hắn ta ngồi chờ những bầy tôi trung thành như ngũ Latin. Dĩ nhiên có một vài ngoại lệ như là Sabo hay Warbon. Vì thế chuyện Satan bị tiêu diệt không thể đổ lỗi cho Imu mà cần phải đổ cho một người khác. Kỹ này đã gây ra cái chết cho vị trưởng lão tối cao điều hành chính phủ. Trở lại với ngũ Latin, họ đã thay Satan bằng Galen. Đồng nghĩa sự thay đổi người điều hành tối cao chính phủ thế giới sẽ được thông báo cho các quốc gia liên kết nhằm thiết lập lại trật tự. Vì vậy cái chết của Satan không thể đổ lỗi cho bệnh mà chết hay tự nhiên mà chết, cần phải có một kẻ nào đó gánh lấy tội lỗi này. Chính phó đô đốc ư? Họ đều có mặt cùng nhau làm chứng cho nhau, nên chỉ một trong chín người thủ tiêu Thánh Satan đã bị loại bỏ. Vậy nên còn có một người khác chịu trách nhiệm, ai khác nữa ngồi Kizaru. Trong lúc mà Satan bị giết chết, Kizaru không có mặt ở đó. Người khác sẽ ngầm hiểu rằng Kizaru đã cố gắng né tránh vắng mặt ở đây để không bị nghi ngờ. Họ có thể đổ lỗi cho Kizaru đã hạ độc trong thức ăn của Thánh Satan để khiến ông ta bị trúng độc mà chết. Những phó đô đốc dù do chứng kiến tận mắt cái chết của Satan thì cũng không dám nói một lời nào để lấy sự công bằng cho Kizaru, bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bọn họ. Nếu bị quy chụp tội đồng lõa với lại Kizaru thì hậu quả thật sự rất khủng khiếp. Các bạn cũng thấy được người dẫn chuyện tuyên bố rằng biến cố hết gây rúng động toàn thế giới sẽ thật vô vị nếu tin chấn động này do hải tặc gây ra. Nó là cái chuyện mà họ đọc báo mỗi ngày. Thử Aquano thì tứ hoàng Luffy đã làm rúng động thế giới khi mà cùng với cái hải tặc thế hệ tồi tệ đánh bại cùng lúc hai tứ hoàng. Giờ có thêm tin công phá đảo của chính phủ cũng không phải là quá sức tưởng tượng của họ. Hơn nữa thì việc Vegapunk phát sóng nói về cái chết của mình và sự thật của thế giới cũng được chuẩn bị từ trước. Nó không yếu tố gì bất ngờ hết cả. Mà cái chết của một trong năm vị trưởng lão tối cao của chính phủ mới là cái điều bất ngờ, một tin chấn động không tưởng thật sự. Nhưng sẽ còn chấn động hơn nữa khi mà đô đốc Kizaru là người đứng đằng sau âm mưu ám sát này, bởi vì báo chí đưa tin người giết Vegapunk là tứ hoàng Luffy. Giả sử có một tin nói rằng người giết Satan là đô đốc Kizaru, kẻ đã phản bội hải quân, sẽ càng kinh khủng khiếp và sốc tận óc hơn rất nhiều phải không nào? Họ không thể ngờ được một đô đốc làm việc tận tụy cho hải quân trong nhiều năm qua lại giết lão tình, đúng là không thể tin nổi. Mà cái tin này lại được một gã liễu liều viết. Hắn ta vốn dĩ đã có thù với chính phủ, nên muốn lợi dụng vụ này để chia rẽ bọn họ, biến Kizaru thành kẻ phản bội.
Các bạn nên nhớ là một gan thử ý đưa hình ảnh Luffy gây năm lên tờ truy nã. Nó được tên CV0 của Enika chụp lại, gửi đi trước khi chết vì vết thương do Kaido gây ra. Trước đó thì Morgan đã làm phản bằng cách là tấn công Cyberbolt do chính phủ cử đến, ý hiếp hắn để yêu cầu giấu tin về cái chết của đức vua Korra. Giờ hắn lại che giấu VV cùng Warborn, hai kẻ bị chính phủ săn lùng gắt gao nhất lúc này. Warborn đã chứng kiến hình diện thật con ngũ lôi tinh và Imo, cho nên chẳng còn trốn dung thần. Morgan lại chơi với tội phạm số 1 này thì xem ra sự phản kháng của hắn là cực mạnh, nên việc hắn đưa tin bất lợi cho chính phủ cùng hải quân để chia rẽ nội bộ của bọn họ thì cũng rất có khả năng. Giả sử Kizaru nghe được tin này thì ông sẽ cảm thấy khá là sốc. Từ trước đến nay chưa từng làm bất cứ hành động nào phản kháng chính phủ, gây đi cảm xúc cá nhân để giết người bạn thân nhất với Gaben là quá đủ. Sau chuyện này nữa thì đúng là tức điên. Kizaru sẽ được minh oan nếu những người lo tin đứng ra xác nhận không phải dòng gây ra cái chết cho Satan. Còn ngược lại, Kizaru buộc phải có một hướng đi khác cho bạn thân của mình, thay vì trung thành với chính phủ một cách mù quáng như vậy. Và Kizaru sẽ cảm thấy đau đớn tột cùng vì sau nhiệm vụ SH, ông đã không còn chống nương thần. Thất bại trên mọi mặt trận, từ lý trí, cảm xúc cho đến nghĩa vụ, liệu Kizaru sẽ làm gì nếu điều đó xảy ra? Anh em lưu ý, đây là những phân tích và suy đoán mang tính cá nhân của mình, nên nếu có chi tiết nào đó bất hợp lý, hãy bình luận dưới video này để chúng ta cùng nhau thảo luận nhiều hơn nữa nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói về biến cố mất tích của băng mũ rơm. Tại sao chiếc cái tàu sinh này biến mất, cùng tàu Ray Eric của người khổng lồ thì không? Ở đoạn cuối chapter 1126, cả người khổng lồ đến gần Elbaz, nên những con cá khổng lồ mới xuất hiện. Và các sinh vật ở đây kích thước siêu to so với các sinh vật cùng chủng loại bên ngoài thế giới. Robin còn được vui rằng có vẻ như tàu Sunny đã bị một con cá nào đó đớp mất, rắn cái con hưu theo, dường như đây là sự thật, với địa chỉ hành lý thôi chứ còn gì nữa. Nhưng nguyên nhân mất tích mà không ai biết phải kể đến chính là cuộc vui chơi thâu đêm suốt sáng của bọn họ. Thấy chưa, ăn chơi nhiều quá nó cũng đâu có tốt. Sanji cảnh báo rượu mạnh rồi mà không chịu nghe, ai cũng nốc cho đã xong, giờ chẳng biết trời chăng mây gió gì, và cởi cả Sanji cũng vậy. Mình tin rằng khi cả hai con tàu gần đến bờ biển Elbaz thì đã có một sinh vật khổng lồ hoặc một người khổng lồ nào đó cảm thấy thích thú với tàu Sunny do vẻ bề ngoài đáng yêu của nó. Hơn nữa người khổng lồ tôn thờ thần mặt trời nên hình dạng giống mặt trời của Sunny khiến bọn họ muốn coi nó. Nami được đánh thức trong một căn phòng được xếp bằng những mảnh Lego, và đó là minh chứng cho thấy được họ đang trong một căn nhà đồ chơi được tạo ra bởi những người khổng lồ. Nhưng trước đó nữa, có một cái tin chết tiệt khiến anh em phải bức xúc bung cái nút, là ai đã thay đồ cho Nami. Cô ấy bị buộc phải mang một bộ trang phục Viking giống nền văn hóa của chiến binh Elbaz. Và đến nay có một nhân vật nữ là Ghét, cũng là chiến binh người khổng lồ. Nhưng Nami thì diện hở hơn Ghét khá là nhiều. Nami cũng được trang bị một thanh kiếm trên lưng của mình, cho dù cô ấy không biết dùng kiếm. Nhìn chung thì vũ khí và trang phục cũ của họ đã bị loại bỏ, và hiểu nặng nề hơn là bị chiếm đoạt bởi kẻ bắt cóc bọn họ về Elbaz. Trong đó thì có cây gậy đồ chơi của Nami chứa Zed ở bên trong. Zed là một phần linh hồn Big Mom bị Nami thu phục, nên nó sẽ đi tìm Nami hoặc kết nối với cô ấy theo một cách thức nào đó. Cũng dễ dàng suy ra được những người khác bao gồm Zoro, Sanji, Usopp, Chopper và Luffy đã bị thay đổi trang phục của mình. Và mình cho rằng sau khi mang tàu Sunny về, người khổng lồ này đã chăm sóc cho nhớ Nami giống những con thú cưng. Thay vì để họ bên ngoài thì đặt vào trong nhà đồ chơi, kiểu mấy ông chơi cúp bới ngày xưa thường hay làm. Còn chơi cúp bới bây giờ thì mình cũng không rõ lắm, tại thấy cúp bới toàn là tiền triệu không à. Ở chapter 1127 thì có lẽ những người khổng lồ đã mang tàu Sunny về cũng lộ diện. Và có lẽ có một cậu bé hoặc là cô bé thích chơi Lego chẳng hạn. Dựa trên một số nhân vật xuất hiện trong câu chuyện của Sanji, có một cậu nhóc cũng khá liếm lĩnh, thích làm hải tặc cùng băng tóc đỏ, và có cả một bà chị làm quét rượu như Makino. Nên mình nghĩ rằng cậu nhóc này hoặc là cha cậu ta là người lấy tàu Sunny mang về trong lúc mà nó đang gần bờ biển Elbaz. Bây giờ còn quá sớm để dẫn đến biến cố của một cuộc chiến. Giống như Aquano, họ sẽ cần phải lưu lạc và mỗi người làm một việc khác nhau, tìm hiểu cái câu chuyện bí ẩn và nền văn hóa Elbaz trước khi tìm thấy kẻ thù thật sự của em này. Theo như gợi ý thì có vẻ một con mèo khổng lồ cũng được thấy xuất hiện chapter 1127, và dĩ nhiên kích thước của nó cũng phải là khổng lồ rồi. Còn diễn biến thế nào xảy ra đối với bọn họ thì cũng phải chờ thêm những tình tiết mới từ spoiler. Phía của tàu Ray Eric, nhiệm vụ trước mắt của họ là cập bến Elbaz, và có lẽ sẽ nhận được tin tức băng mũ rơm từ những người khổng lồ khác. Trên đây là một số phân tích và dự đoán của mình. Nếu các bạn có bất kỳ một dự đoán nào khác hấp dẫn hơn, hãy bình luận ngay dưới video này để chúng ta cùng nhau tham khảo nha. Thánh Jupiter có năng lực hấp thụ sức mạnh của kỷ mà ông ta nuốt vào trong bụng hay là không? Thánh Jupiter là người trẻ nhất trong số những vị trưởng lão. Ông ta có một mái tóc vàng cùng với cơ thể săn chắc, đặc biệt là năng lực bất tử. Thế nhưng Jupiter vẫn dính một vết sẹo cực lớn trên phần ngực, dường như đó là một nhát cắt bởi vũ khí không phải là kiếm. Bởi xem xét cách Oda tạo ra cái vết sẹo cho những vũ khí sắc bén là kiếm gây ra, như Zoro với vết sẹo này, hay Luffy từ rạch mặt mình, thì cũng được hiểu rằng Jupiter đã từng tham gia một trận chiến đỉnh cao trong quá khứ và dính phải một vết thương. Có khả năng là bởi một loại vũ khí nào đó của người khổng lồ có sức công phá cực lớn. Tuy nhiên ông đã lại xây dựng cho 5 vị trưởng lão sức mạnh bất tử, thế điều gì đủ cấp độ để lại sẹo vĩnh viễn cho họ? Chúng ta sẽ cùng nhau nói nhiều hơn về vị trưởng lão Jupiter ở trong video này. Những góc nhìn mới mẻ hơn còn được khai phá. Anh em nghĩ gì về sức mạnh của Thánh Jupiter?
Ở chapter 1111 thì chúng ta đã được chứng kiến sự hiện diện của 5 vị trưởng lão lên trên đảo tương lai. Hầu hết đều được nhìn thấy những con số trên vòng tròn ma thuật khi xuất hiện. Riêng chỉ có Thánh Jupiter là không được nhìn thấy rõ. Vậy thì ông ta mang số 6 hay là số 1 đây? Mình thì tin rằng theo cái đánh số Jupiter sẽ là số 1. Jupiter sau khi được triệu hồi lên trên đảo cũng đã lộ diện bộ dạng quái thú toàn phần. Ông ta nuốt chửng Luffy với một chiếc miệng lớn cùng với hàm răng đều như bắp. Sức mạnh của Jupiter khá là dị so với những gì mà chúng ta đã từng thấy trong cuộc chiến của Luffy và Kaido. Bình thường khi bị nuốt chửng vào thì Luffy đã dở trò ngay, làm cho rồng Kaido bị biến dị như một quả bóng hoặc các loại tạo hình nực cười. Riêng với Jupiter, khi nuốt Luffy thì chúng ta lại thấy Luffy không đùa kiểu đó. Có vẻ như cuộc giải cứu của những người khổng lồ là quá nhanh nên khiến cho người xem mất hứng. Họ mong chờ rằng Luffy có đủ năng lực để kháng lại Thánh Jupiter như từng làm với Kaido hay là không. Nếu Luffy làm cho ngon lành hơn thì chúng ta sẽ dựa vào đó mà có thêm một tiêu chí nữa để đánh giá sức mạnh của Ngũ Lôi Tình so với Tứ Hoàng Kaido. Cuộc chiến phân cao thấp mà mấy lâu nay người hâm mộ bèn tán rất sôi nổi. Sau khi bị người khổng lồ chém đứt làm ba khúc, Thánh Jupiter dường như không thể làm gì khác nữa ngoài việc chờ thời gian tái tạo lại. Và đúng thật là không chỉ Satan mà cả 5 vị trưởng lão đều có năng lực này. Bị chặt đầu tách ra khỏi phần thân, nhưng mà Jupiter chỉ chờ một khoảng thời gian là bình phục lại và chỉ đuổi tiếp. Đúng thật là rất bá đạo đúng không nào? Nhưng trước khi đi bàn luận về năng lực của vị trưởng lão này, chúng ta sẽ cần phải tìm hiểu sơ quát và những gì mà Oda xây dựng lên cho ông ta cái đã. Jupiter là gọi tắt theo phong cách chơi chữ của tác giả Oda. Mỗi vị trưởng lão đều đại diện cho một hành tinh và ông ta là Shepherd Jupiter. Mà trong đó thì Jupiter là sao Mộc, một hành tinh có vai trò bảo vệ các hành tinh khác trong hệ mặt trời. Theo như nghiên cứu thì sao Mộc là một hành tinh khổng lồ có vai trò rất lớn trong việc bảo vệ các hành tinh khác khỏi các tiểu hành tinh và sao chổi bằng cách thu hút, hấp thụ tác động. Nó đóng vai trò như tấm khiên che chắn cho các hành tinh trong hệ mặt trời tránh khỏi bị bắn phá. Hãy thử nghĩ xem chuyện gì xảy ra nếu như sao Mộc không còn nữa, liệu hệ mặt trời có tồn tại được một cách bình thường hay là không, có tránh khỏi các vụ va chạm từ sao chổi hay chăng? Nhưng đó là về mặt ý nghĩa của sao Mộc trong thực tiễn. Còn đối với One Piece, Oda sử dụng tên của 5 vị trưởng lão kết nối với lại 5 hành tinh trong hệ mặt trời, mà Luffy thì được gọi là thần mặt trời. Và điều liên quan nhất chính là sự thức tỉnh của họ. Những cặp mắt hoang dại vô hồn giống như nhau. Luffy cũng cho thấy được đôi mắt đờ ào gợi rợn chẳng khác gì những vị trưởng lão, chứng tỏ ý chí từ sự thức tỉnh có kết nối. Tuy nhiên những vị trưởng lão lại không được gọi là người ăn trái ác quỷ trong lần giới thiệu, nên có khả năng họ không đơn thuần là những con người mà chúng ta nhìn thấy khi họ ngồi ở thánh địa Maiden Choi. Hãy nói về Thánh Jupiter. Ông ta được biết là người đảm nhận lĩnh vực nông nghiệp, tức là các hoạt động liên quan đến trồng trọt đều do chính vị trưởng lão này tiếp quản. Thế nhưng hình dạng của ông ta lại hoàn toàn đối nghịch với lĩnh vực này. Được biết thì dùng là một loài có giá trị trong việc trồng trọt, chúng làm cho đất tơi xốp và cung cấp rất nhiều dưỡng chất cho cây. Chỉ cần trồng cây ở bất cứ nơi nào có dung sinh sôi thì cây sẽ nảy nở cực kỳ tốt. Loài dung cũng được dùng để áp dụng cho Thánh Jupiter. Thế nhưng bị mai thầy thì chúng không phải là loài để cung cấp một mùa màng tươi tốt, mà ngược lại là một loài dung phá hoại. Thành quyền là một loài dung cát, hay còn được gọi với cái tên khác ngầu hơn là rồng cát. Theo như các tài liệu ghi chép về loài này thì chúng chỉ đi săn các loài động vật di chuyển trên cát để ăn thịt. Hàm răng của chúng sắc nhọn đến mức có thể cắn chặt và nuốt chửng được một con rồng. Nơi mà chúng ẩn náu chính là sa mạc rộng lớn, địa điểm không dành cho thực vật sinh sống. Vậy mới nói Oda đến tạo ra sự đối nghịch giữa năng lực của Thánh Jupiter với vị trí mà ông ta đảm nhiệm. Dung cát là một loài hung hãn thay vì hiền lành có giá trị cho nông nghiệp. Chúng ta cũng thừa hiểu rằng chính quyền thế giới là những kẻ tạo ra những cái tội ác và muốn che giấu nó bằng quyền lực và sự thống trị. Chúng không muốn cho bất kỳ ai tìm ra lịch sử của thời kỳ trống. Jesse Clover là một minh chứng rõ ràng nhất. Ông ấy đang nghiên cứu Bonnie Clip và phát hiện ra rằng tài liệu lưu trữ trên giấy về thời kỳ trống sẽ bị kiểm soát và đốt mất. Để các tài liệu trên đá cổ thông qua bàn tay điêu khắc của những người nhân bậc thầy thì mới trường tồn cùng thời gian, là minh chứng lịch sử cho tội ác của chính quyền thời giới. Thông qua hình ảnh người đứng đầu lĩnh vực nông nghiệp, nhưng sở hữu sức mạnh phá hoại mùa màng hay gieo rắc những tai họa cho con người như Jupiter thì đã quá rõ ràng về những gì mà Oda muốn lồng ghép vào trong One Piece. Mỗi vị trưởng lão đại diện cho một tội ác, và Jupiter là sao Mộc đại diện cho nông nghiệp, và tội ác của lão gây ra là nạn đói trên toàn thế giới với việc thu thập lương thực cất giữ trên thánh địa Maiden Choi. Thánh Jupiter được xây dựng với hình ảnh có một chiếc miệng quá khổ, sức ăn phải nói là rất kinh khủng khiếp. Lần đầu tiên lão ta được xuất hiện chiến đấu trong One Piece cũng liên quan đến việc ăn uống. Lão ta nuốt Luffy vào trong bụng của mình. Thoạt nhìn thì có nhiều bạn lại cho rằng hành động của lão ta khá là phới, bởi vì Kaido là bài học đắt giá cho việc nuốt Luffy gây nằm vào trong bụng. Nhưng mình lại thấy rằng đây là một câu chuyện khác. Dạng quái thú của lão ta ngồi cái miệng ra thì không bất cứ thứ gì tấn công được. Nó chỉ là một con dung cát xung đột, không có cái chi để tấn công hay cầm lấy vũ khí. Nên mình nghĩ đến việc lão ta có một năng lực hấp thụ rất ghê gớm. Điều mà chúng ta thường thấy trong anime là sao chép sức mạnh. Mà bừ trong Dragon Ball là một ví dụ điển hình cho dạng này. Nó có thể biến kẻ khác thành kẹo sô-cô-la và ăn. Ngay lập tức cơ thể của Mabu sẽ có sự biến đổi và hấp thụ thành công sức mạnh của kẻ bị ăn phải. Nếu như Jupiter không mạnh về khoảng tấn công vật lý thì việc đánh cắp sức mạnh của kẻ khác là một cái điều mình nghĩ Oda đang hướng đến.
Trong trường hợp những người khổng lồ không cắt đứt thánh Jupiter để cứu được Luffy, thì có lẽ mọi chuyện đã êm lắm rồi. Các bạn đừng bao giờ xem thường bất kỳ vị trưởng lão nào. Giả sử như Satan thì chắc đọc từ móng vuốt của lão ta rành rành ở đó. Nó khủng khiếp đến mức làm thối rữa bất cứ thứ gì hay là tạo ra vụ nổ, chẳng khác nào là bom nguyên tử. Với cái miệng to lớn của Jupiter, thì năng lực quá dễ như hấp thụ sức mạnh của các sinh vật hoặc là vật thể mà lão ta ăn được cũng có khả năng rất cao đấy chứ, đúng không nào? Chứ dừng lại ở khoảng đó, thánh Jupiter cũng mang năng lực khác nữa, giống hệt như trái Suei Nomi hồi Paramecia của Shinobin. Chức năng của trái Suei là giúp người sở hữu bơi lội trong bất kỳ môi trường nào, thì Jupiter lại có thể biến bất cứ môi trường nào thành cát để mà đùng vào trong đó. Lão ta đã đùng dưới mặt đất để ngắm nghía con mồi Luffy và sau đó thì nhảy lên, táp và nuốt chửng. Đừng quên Luffy có hai kiểu quan sát thấu thị tương lai. Cậu ta dễ dàng né tránh vuốt độc của Satan, nhưng lại không thể né tránh được Jupiter. Là một sinh vật, nếu như xét theo hệ của trái quỷ là hệ giòn, những con dung cát này không chỉ đụng ở các sa mạc mà trên địa hình nào cũng có thể thao tác rất ngon lành, chứng tỏ con quái này có thêm rất nhiều đặc tính nữa của hệ Paramecia hay là Logia, Moda chưa tiết lộ. Giờ thì hãy cùng nói về Haki. Được biết thì ít nhất đã có đến hai vị trưởng lão là Mercury và Mars thể hiện những loại Haki rất mạnh mẽ, tiếng hóng bá vương và xét nổ khắp cơ thể. Chắc chắn thánh Jupiter cũng có Haki bá vương và một cấp độ Haki khác nữa rất lớn. Mình thì cho rằng là Haki quan sát, nhưng cách mà lão ta rình rập con mồi để tấn công từ dưới mặt đất. Satan đã sử dụng một chiêu thức từ mắt của mình, tiết ra một lượng linh lực tấn công tầm xa vào trong đầu bất cứ kẻ nào lão ta muốn. Nó có khả năng giống với cách mà Satan đã dùng Haki bá vương để dọa riêng một mình bà lục. Nhưng mình khá tin rằng thánh Jupiter cũng có một phương thức tấn công tầm xa bằng Haki như là thánh Satan vậy. Xét về tuổi tác, Jupiter được thấy là trẻ nhất trong số 5 vị trưởng lão, mà Haki thường sẽ được đong đếm bằng tuổi tác. Nếu một người trẻ thường sẽ được đánh giá cao hơn về Haki vũ trang so với những lão già khác. Chi tiết là Oda cho thấy được dạng lai của Jupiter để chúng ta thấy được lão ta sử dụng sức mạnh Haki của mình theo kiểu nào. Và hơn nữa, nếu căn cứ vào thánh Venus với hình dạng nhân mã thì mình khá chắc rằng Jupiter cũng chỉ có phần thân dưới là sâu cát, còn phần thân trên sẽ là cơ thể của người sử dụng Haki trong dạng lai. Những cú đấm của Jupiter cũng sẽ rất mạnh, nhất là về Haki vũ trang cấp cao lẫn bá vương. Giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cần phải phân tích thêm một chút nữa liên quan đến vết sẹo của thánh Jupiter. Nó là vết cắt rất sâu ở phần cổ, cho thấy được trong quá khứ lão ta từng bị ai đó chặt đầu trong dạng quái thú. Thực tế dạng dòng của lão ta có kích thước rất lớn. Việc hai thiên trưởng người khổng lồ cắt đứt được là vì họ sử dụng vũ khí khổng lồ cùng với cơ bắp rất lực. Chứ kiểu như một kiếm sĩ thông thường thì rất khó để đủ đẳng cấp mà cắt ngang cơ thể dạng dòng của thánh Jupiter. Có nghĩa là chỉ những người khổng lồ mới đủ đẳng cấp chém kiểu này. Có người bình thường phải có được kiếm thuật và Haki cực mạnh mới làm được. Và mình tự hỏi rằng cỡ như Shanks hay là Mihawk liệu có gây được tổn thương cho Jupiter hay là không như những người khổng lồ. Vết sẹo của lão ta đến nay không có bất cứ một lời lý giải nào hợp lý cả. Bởi vì mỗi khi bị tổn thương thì tái tạo lại như chưa có gì, và chính xác thì là bất tử. Nhưng mà chắc chắn có một nguồn năng lượng hoặc một năng lực đặc biệt đâu đó có thể vô hiệu được sự tái tạo của năm vị trưởng lão. Giống như vũ khí hải lâu thạch có thể khiến người ăn trái quỷ suy yếu và bị thương khi chúng đòn. Mình không khẳng định hải lâu thạch gây được sát thương cho năm vị trưởng lão, mà có khả năng là một loại năng lượng nào đó Oda chưa tiết lộ, còn phải chờ thêm nữa mới hé lộ cách gây tổn thương cho năm vị trưởng lão. Và vết sẹo ngang cổ của thánh Jupiter là minh chứng cho việc họ vẫn bị hạ gục chứ không bất tử. Nếu bạn có suy nghĩ nào đó trong cách đánh bại thánh Jupiter thì hãy bình luận ngay dưới video này cho mình cùng tham khảo nha. Vậy thì bye bye và hẹn gặp lại ở video sau.